xào hấp dẫn. Có đồ chua, có nước mắm, có rau nhà. Rồi em xin mời cả nhà nha. Em trồng được ít rau thơm và em mua thêm ít rau cải xanh này để em đổ bánh xèo đây cả nhà ơi. Thì em có pha nước mắm đây. Đây. Mình pha theo tỷ lệ 1:1 các cả nhà. Một đường, một mắm và một nước. Mình bột bánh xèo thì em xài cái bột bánh xèo Hương Xưa nè. Thì nhà em Hương Xưa đây. Nhà em mà chỉ có hai người thôi thì em pha nửa gói. Em pha một chén sữa và một chén bia vào đây. Thêm một xíu hạt nêm cho nó đậm đà. Nguyên liệu gồm có thịt nè và tôm. Do là em mình cho hành phi vào, mình phi cho thơm nha các nhà. Tiếp là mình cho thịt heo và mình xào. Mình xào sơ một muỗng hạt nêm. Để nhà nêm vào đây cho em nửa muỗng hạt nêm. Một chút xíu tiêu. Tiêu sọ. Khi mà thịt heo nó săn rồi mình đổ ở đây, mình tiếp tục là mình đi thôi. Mình sẽ đi xào tôm nha các nhà. Liệu đổ bánh xèo của mình đơn giản vậy thôi cả nhà. Đó, rau. Có đồ chua đó mình ăn kèm. Có nước mắm. Mắm ngon quá cả nhà ha. Mắm đặc sệt luôn. Để em đổ bánh xèo. Mình đang ngồi đổ bánh xèo ở ngoài này cả nhà. Chó nó dữ quá. Trong nhà ngồi đi. Thôi cái nhà đi, cái nhà đi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho nó giòn nha cả nhà. Mình để lửa, cái lửa vừa vừa cho nó thiệt là giòn. Bắt đầu mình đổ lật nha. Cái này chưa giòn lắm. Xịt miếng dầu mình xài bằng cái này nè cả nhà. Thì nó sẽ không bị ngán dầu. Mình đổ cả nhà nhớ quấy đều lên nha. Quấy đều nó lên về, cái bột nó tan. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ đổ. Do mình đổ một tay cái nha. Mình đổ một tay cũng khó. Cái chỗ này nó không có mình sẽ chám. Giờ mình sẽ đậy nắp. Giờ mỏng nha. Mình đổ trước vô đây cả nhà ơi, thấy không? Bánh giòn ruột luôn nè. Ồ, mỏng dính luôn. Giờ mình sẽ đem ra mình ăn nha. À. Nước mắm có rau đầy đủ để chụp tấm hình nha. Đây, em đổ xong rồi ra bánh xèo hấp dẫn. Có đồ chua, có nước mắm, có rau nhà. Rồi em xin mời cả nhà nha. Hello cả nhà. Ăn ăn cả nhà ơi. Xin mời cả nhà, nhà mình ăn bánh xèo đây nè. Trời đang còn mát. Bánh xèo mình đổ nhà nha, giòn. Giòn thơm ngon lắm cả nhà. Giòn. Rau nhà trồng đó cả nhà. Quá giòn. Mình đó. Lấy thêm đĩa. Cả nhà, mà mình đổ bằng mà cái bình xịt tiếng Anh, xịt dầu nó ít dầu lắm. Ăn nó không bị bốc cho nó ngon. Giòn không? Ừ. Lấy mát quá nha, dầu gió nó bay. Ồ, nè cả nhà. Ồ, nó bay. Bão vô mà, mưa nước mưa xuống mưa. Ngon quá. Kèm miếng dưa chua. Hãy
nó quá kì giòn. Thịt nó mới xào sẵn rồi, xào sơ sơ rồi bắt đầu mình ra mình nấu nó lẹ, chứ mà để nguyên ra lâu lắm. Thế ai có làm gì mà cứ để thịt sống không? Bên nhà kia để thịt sống á, thịt sống làm lâu lắm thì bên mỗi tìm mỗi nhà thôi. Người ta bán cũng làm chín hết rồi. Ừ, mới lẹ. Ừ. Ngon quá. Quá ngon. Rau nó mới nhặt sạch sẽ trên cái một rổ ở trong nhà. Cái này mới nóng. Cái chèn xay dơ rồi. Nó ăn cơm hả? Nó ăn cơm hả? Ngồi gây mát nhỉ, ăn ngoài mát không? Ừ. Chiều giờ nó đỏ rồi, nóng quá. Rồi anh quên lấy cái phun của ba, phun ba rõ mà mở. Ba chấm mắm dữ vậy không? Ba chấm dữ vậy không? Mắm nó lạc mà. Đưa lấy mắm. Hả? Đưa lấy mắm thôi. Nó. Ba cái. Cho mướn cái đồ. Biết ăn không còn cũng ngon. Ra được, mình thấy mình á. Nhà ai mà trồng nhiều rau á là cứ bánh xèo làm tới mà ăn nó mới hết được, chứ còn rau mà để mà ăn không ngán chết. Yeah.
đã cả nhà. Em ăn rau quá trời luôn, bóc nha cả nhà, bóc nó mới ngon. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, quá đã. Em ăn cái này em cũng nấu ít dầu mỡ, em không sợ mà, sợ mập đâu cả nhà. Lâu lâu mới ăn lần. Ngon ha. Ăn không có miếng dầu mỡ nữa. Bánh xèo cũng phải có chút xíu dầu mỡ mới ngon, chứ khô quá cũng không có. Không là bánh xèo. Có lần nó khô nhở? Nó mới giòn đó ba. Chứ không có nó khô quéo, nó nứt nè. Có dầu mới hấp dẫn đúng không? Nhiều người phải ăn dầu. Ngon quá. À, hết đi bà, còn cá hết rồi. Thì ta ăn đúng không? Thấy ăn còn cá chẳng ăn trong hết. Nửa cá không? Còn cá ngoài chứ, tôi hết rồi. Chứ giờ để làm gì? No. Thôi. Ăn kèm này kèm kia nó. Đồ ăn nó xào. Cho miếng nữa. Nói cái mình liền. Rồi ơi. Cuối mà được cỡ này rau nữa. Nó ăn cái mềm hay cứng? Mềm. Ủa lại vậy? Tính ăn cái da giòn chứ. Không, nó ăn cái da mềm. Bà thăm rồi đó nha, nghe ngay ngay. That's it. Ngon quá, thank you. Nói bà ngon mà làm ăn. Làm lẻ quá vậy không? Cho cái lửa. Còn kỳ thôi. Còn cá hả? Cháy luôn rồi. Đi ăn luôn rồi. Đi ăn luôn rồi. Cháy luôn rồi. Thì hả? Ngon. Cháy rồi. Cháy không? Ồ, nó bỏ không? Cháy.